nằm ở trong cái khu thương mại. Bây giờ thí dụ như cái dấu thiên thân của mình mà mấy cái con chết con thấy nó còn phải vô con lại. Thì thời của mấy ông mà đi lính Mỹ với mấy ông Việt Nam Cộng Hòa, mấy ông chết quá trời, ông thấy cái này là mấy ông mừng lắm, ông đi khắp nước Mỹ bay vòng vòng đâu có gặp đâu. Thì mấy ông vô đây rồi mấy ông kéo bạn ma mấy ông vô đông nữa. Vậy mà chưa ba tượng trắng đen Việt Nam mình đem xuống một cái tượng đen xuống rồi. Mình đem lại gì? Cái tượng giống vậy ba tượng. Mình lấy hơn một tượng. Sao kỳ vậy? Tượng đen, tại là tượng đen. Tượng đường đi đen. Dịch cho mấy đen vô. Không cho mấy đen vô. Thì đó người, cứ nghe là người sống ô Việt Nam Cộng Hòa thấy cái này cũng vui, ma nó còn vui hơn gấp gàng lần hết con, cho nên tôi cũng thấy rồi. Trong đó nữa là những cái người mà đi qua Mỹ cũng chết về đường ngày xe lửa mà làm của Cali á, người ta rồi nhiều lắm, cho nên vong linh vô đây nhiều là do hai cái tượng này, mà khi vong linh vô nhiều thì không có cơ sở mà mang nào đó. Vậy hả? Họ vô họ đó mà chỗ nào có vong linh là người chặn mình. Vậy sư phụ nói họ đi bớt được không sư phụ? Đâu có lực lắm, là từ bi mà thụ vong linh cũng là chính thành của sư phụ. Tôi thấy vậy cúng đâu cúng hoài, bữa nào không quên cúng mà bữa đó con bị lòi kìa, lòi mắt cá. Ma nó còn hơn người. Chứ không phải mình nói nó ăn rồi nó đi. Ồ hay quá ha. Còn người còn đi chứ ma nó không đi. Tới đòi nữa. Đâu còn kêu bạn bè tới nữa. Không, nói là cũng xong rồi mày đi. Đâu hôm bên này không đi rồi sao có kêu anh. Bên phải đây là sư phụ. Bên đây thì cái khu nó cũng dạ dính liền đây. Nó cái khu này nó cũng sập sệ, nó cũng không có được khá lắm sư phụ. Bên đây nè. Bên đây nó cũng vắng lắm. Gặp như ma lính á, vô hoàng thì quan về quậy thiếu bá ơi. Giờ cho Vũ thấy con đen lùi lùi không? Hát đâu có nổi nữa đâu, bị quậy chắc luôn. Rồi nó đỡ hơn rồi hiểu không? Mấy lần rồi đấy, cứu rồi sáng rồi thấy con đen lùi lùi. Còn mà mở mắt con nhìn nó hơi bị đen 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 đen. Vậy đó hả sư phụ? Bây giờ chỗ bình thường này cũng la ra họ đi tới luôn, nhưng mà chỗ mà có cái đài vậy đó, họ đi đàn. Wow. Tại sao lại thu hút họ đến những cái kỳ đài đó hả sư phụ? Ủa, thì cái đó là cái mốt của cái thời đại của họ sống. Ừ. Họ biết là mình còn tưởng nhớ tới họ, thì họ tới. Thấy ma mình tưởng tới họ thì họ tới, còn giữ những kỷ vật của ông bà tổ tiên mình á. Mà tổ tiên mình vẫn còn thương mình mà không có đủ phước và siêu về trời đó. Họ cứ về nhà ở chung với con cháu vậy. Ủa khu bên đó là gì Việt Nam có là kêu là gì? Có business trong đó không? Dạ có sư phụ. Đi qua bển có luôn. Bên đó là chợ Tân Bình mua đó. Cái chợ bên chỗ mà tiệm để tâm mình để mua. Thank you. Thank you.
Sao mấy cái tiệm này nó là kiểu lèo xèo lèo xèo cái này cũ á sư phụ, thời xưa sư phụ. Nó mới mọc lên thêm rồi. Này cũ. Cũ quá. Như bên kia là mới đó sư phụ. Chợ bên kia là mới của Việt Nam. Này quán Bà Kỳ. Này chủ của Việt Tiên. Phải không? Tiệm tin xong mở luôn quán bún bò Huế vậy. Dạ. Bán cho quán. Dạ. Dạ. Cái tiệm này là tội nghiệp nó cũng bán chủ ngoài xong rồi. Ồ. Ồ, phải đi đường ngoài rồi. Cái building phía trước. Qua con đường không sư phụ? Sư phụ phải qua con đường này, sư phụ muốn qua không? Nguy hiểm quá hả? Bằng cái hàng rào đi con. Nghe bị xanh đỏ nữa, nó đường đi bộ. Con ơi, nó kiểu beo le vậy. Dạ, dạ. Sư phụ đang ở đại lộ beo le. Qua mình băng qua được rồi, sư phụ đang vắng xe rồi, sư phụ mình qua. Chưa có tiếng gì, sao nó dở xuống hết rồi. Đường Beo Le là đường Sài Gòn. Đường Sài Gòn. Còn đường Nguyễn Văn A B con đó ủa mấy ông này mà con không biết tên. Đó là do những chung cư nó mốt mình có sức mạnh nó nghỉ. Dạ. Tại vì có sức mạnh á thì nó có cái chính sách mua dần á. Đây có đường đi nè, trước là xuồng. Đây có cái. Dạ. Nó không có sống nổi. Nó không có đầy. Tên là John đó sư phụ nhớ không? John ai làm chủ? Con không biết nữa. Vậy hả sư phụ? Cũng bên đó luôn hả sư phụ? Đem xe giờ xe qua. Không, xe con cũng phải ra rước mấy người kia luôn. Dạ, thì mấy người qua đi hết luôn rồi, đụng hai xe luôn. Mà có ai có chìa khóa xe chắc không? Dạ không. À, con lấy chìa khóa đâu con làm lại. Lấy xe bên. Ai lấy xe bên cùng thôi nè. Rồi, nè, đi về. Uống về xe anh. Không, anh đi dân tứ, bây giờ là vừa xe, không muốn xe nào chạy qua. Không, hồi nãy anh xuống á, anh xuống với anh. Cái xe chắc. Có gì quá. Có lẽ bữa mình định, dạ, bữa mình định đi phở gà Đa Cao đó đó sư phụ. Mà mình sợ đông quá đó cho nên mình về Kim Sơn á. Cái ngày mà mình định đi Đa Cao là nó nằm đây. Đây là chợ Tân Bình mới mở.
Sư phụ uống nước mía hôm nay có nước mía ngon lắm sư phụ. Đây có cái quán hẻm sư phụ, nó có cái quán hẻm giống như Sài Gòn nha. Ngày ta là tròn. Ở đây nó chỉ có cái quán này là đông thôi, tại nó ngon sư phụ. Quán đang cao nè. Đây nè. Quán gì? Nó bán phở, bán canh, nó bán canh chua cá kho tộ rồi. Dạ. Yeah. Ở đây là Đức Định Center, là trung tâm dạy cho mấy đứa nhỏ đó sư phụ, dạy học. Con thấy cái dấu logo trên đó là giống cái gì? Giống cái cành dương liễu của Việt Cộng á. Đó là của Việt Cộng. Việt Cộng. Cái này là bảo đảm của Việt Cộng. Nó chỉ thiếu có cái logo thôi. Nó làm gì để tượng trưng để nhưng còn đốt. Cho nên tất cả những sách giáo khoa bây giờ trong trường học đó là của Việt Cộng. Cái này là rõ ràng, để vô. Wow. Nhưng mà nó là Đức Định Center là nó dạy học đó sư phụ. Nó dạy cho mấy đứa nhỏ đây đó sư phụ. Thì nó dạy để cho biết Bắc Hồ từ Mỹ đến Bắc Hồ mới hay. Việt Nam thì dĩ nhiên phải nó là Bắc Hồ dạy cho quen quen mắt rồi mới mốt cái sửa cái mắt kỳ rồi nó modify lại. Nó sửa lại cái đó là cái gắn cái hình vô. Đúng cái hàng ống lúa là nó đẩy cái liềm. Nó làm ướt gì đó. Tẩy cái này giống tẩy não từ từ. Nó làm cho mình dịch quen quen. Mình quen có cái sữa cái. Con kể những cái chủ khu thương mại đây á, người Hoa nhiều. Người Hoa không có khe, không có hiểu. Họ chỉ làm ăn tiền thôi.
Còn nhìn đó là biết của Việt Cộng rồi. Đính bộ đội của chú nào đi ông Vương Hàm. Đúng rồi, đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.